Đây là hình ảnh huy hoàng, Quý Phước, Kim Sơn đang cổ vũ Hưng Nguyên hoàn thành những mét cuối cùng của nội dung 4x200m bơi tự do nam. Bốn chàng trai vàng của bơi lội Việt Nam đã giành huy chương vàng và phá kỷ lục SEA Games với thành tích 7 phút 16 giây 31. Trong khi đó, kỷ lục cũ là 7 phút 17 giây 88 do tuyển Singapore thiết lập tại SEA Games 2019. Các lượt bơi lần lượt là Kim Sơn, sau đó đến Huy Hoàng, Quý Phước và Hưng Nguyên. Các thành viên đều hoàn thành phần thi của mình với thành tích tốt nhất. Bốn chàng trai đều phấn khởi sau khi lập được thành tích này. Vì đây là lý em không nghĩ là mình có thể là giành huy chương vàng, tại vì đối thủ Singapore rất là mạnh. Em với trong một tâm lý thoải mái nên không có gì sợ là. Cũng là ban huấn luyện thì thông qua rất là nhiều ý kiến ạ, thì góp lại thì cho một đội hình mạnh nhất ạ. Và đó là ngày hôm nay là kết quả. Em cảm thấy là vui khi mà mình được giành được thứ gì thì em là đợt bơi thứ hai thì về nhất thì em cảm thấy rất là vui ạ. Em bắt đầu thì em nói chung là em cũng cố gắng tạo một cái hưng phấn cho ba anh đưa đằng sau ạ. Tại vì cự ly này là Singapore giành huy chương đồng của ASEAN. Nên là bọn em với tâm lý thoải mái là cứ bơi hết sức mình thôi ạ. Em thì cũng rất là hưng phấn và rất là vui khi mà được cùng bơi cùng Schooling ở nội dung 4x200 này. Thật ra thì cự ly này cũng không phải là cự ly chính của Schooling, nên để mà đánh giá hết thực lực của Schooling thì mình cũng không thể đánh giá hết được. Cái 200 vừa qua thì mình cũng thật sự mình làm rất là tốt và cũng nhờ đó mà may mắn là có thể thắng được Singapore. Thật ra thì đến ngày hôm nay thì đội thì cũng đã trải qua 2/3 chặng đường rồi. Hiện tại thì mọi người làm rất là tốt và mọi người tinh thần bây giờ rất là thoải mái và hưng phấn hơn nữa. Thật sự là tấm huy chương này rất là đặc biệt đối với Phước, tại vì đây không phải là tấm huy chương mà đây là tấm huy chương đầu tiên mà 4x200 nam từ trước giờ Việt Nam có thể giành chiến thắng trước Singapore và phá kỷ lục đại hội. Đó là một cái thành công rất là lớn với đội tuyển bơi lội Việt Nam.